Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy Thượng Khanh. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi năm 2023 năm Quý Mão của những gia chủ tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 năm Mạng. Thưa quý vị, đàn ông tuổi Canh Thân thường là những người có tính tình hiền lành, đôn hậu, có tấm lòng nhân ái, thích giúp đỡ mọi người nên thường được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Do số và mạng là tương khắc nên là cuộc đời thường gặp nhiều cái chuyện không may, sớm thành đạt và có thể gây dựng nên nghiệp lớn nhưng lại rất dễ bị tiêu tán về tài sản. Trường hợp sinh vào ban ngày là số tốt, có quý nhân phù trợ nên cuộc đời gặp nhiều cái may mắn. Tài vận thì hanh thông, nếu sinh vào ban đêm lại là số xấu, cuộc đời phải chịu cái cảnh lận đận vất vả, về già mới mong có được cái cuộc sống thanh nhàn và ổn định. Quý vị nên sống tu nhân tích đức để có được nhiều cái phúc lộc về lâu về dài. Những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có lá số là Dương Nam. Người này có ngũ hành bản mệnh là Thạch Lựu Mộc, có cung mệnh là cung Khôn thuộc Thổ. Đấy. Và những gia chủ tuổi Canh Thân được gọi là thực quả chi hầu, có nghĩa là khỉ ăn quả. Có xương là xương con khỉ, tướng tinh là tướng tinh con chó sói, có nhà Thanh Đế, cô Bần. Quý vị thân mến, năm 2023 những gia chủ tuổi Canh Thân Nam Mạng là 44 tuổi, 44 tuổi gặp sao hạn là sao Thái Âm và hạn năm là hạn Diêm Vương. Năm nay thì quý vị bị phạm vào Kim Lâu và bị phạm vào Tam Tai, không bị phạm Hoang Ốc. Vậy nên là năm 2023 năm Quý Mão quý vị có ý định xây nhà thì quý vị cần phải mượn tuổi động thổ cho được hành thông thuận lợi. Và quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cái số hotline 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cái vấn đề này. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp vào năm 2023 Quý Mão này. Trong năm nay thì quý vị có thể phát huy được những điểm mạnh của bản thân và nhận được sự ưu ái từ cấp trên, song cũng vì thế mà bị những cái kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ và soi mói. Vậy nên là gia chủ cần phải chú ý đến cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi và chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng các mối quan hệ xã giao và hài hòa. Trên phương diện tình cảm thì bản mệnh thường hay ở vào cái thế là bị động. Vì thế mà những cái người độc thân thì khó tìm được những cái đối tượng như ý. Quý vị cũng hay đắm mình vào cái thế giới riêng tư. Còn với những người đã có đôi có cặp thì cũng ít khi trao đổi. Nên đôi khi dễ bị nảy sinh những cái hiểu lầm mâu thuẫn và gây nên cái chuyện là rạn nứt trong gia đình. Trong năm 2023 Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thân Nam Mạng thì gặp sao chiếu mệnh là sao Thái Âm. Và hạn năm là hạn Diêm Vương, cũng như là quý vị không bị phạm vào Hoang Ốc nhưng bị phạm Kim Lâu và Tam Tai. Vậy nên là quý vị cần hóa giải để có được cái cuộc sống tốt hơn. Chúng ta xét về mối quan hệ địa chi, chúng ta có thân là thuộc Kim, Mão là thuộc Mộc, Kim khắc Mộc. Như vậy là gì? Năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thân có thân là Kim, Kim khắc Mộc, vậy chỉ là tuổi là khắc với năm, như vậy là gì? Không tốt. Trong năm nay quý vị thường xảy ra những chuyện mâu thuẫn do là gì, không được thiên thời địa lợi đó. Những cái mâu thuẫn này sẽ xảy đến và khiến cho công việc của quý vị sẽ lâm vào tình trạng bế tắc, cũng như cái tài lộc cho năm nay thì cũng khó có thể thăng tiến được. Đấy, vị chi là để cho vận trình năm được hanh thông may mắn thì năm nay quý vị cần phải luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Cái kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy dùng để nghênh thái tuế, nghênh đón quý thần, nhất là với những người tuổi bị khắc thái tuế như tuổi Thân đó. Thì quý vị nên mang theo một cái kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng đồng đỏ, được mạ vàng 24K và ở mặt trước có in hình lưu niên thái tuế của năm 2023 năm Quý Mão là Bỉ Thời Đại Tướng Quân. Mặt sau thì có in hình linh phù thái tuế của năm. Khi mang theo vật phẩm bên mình là để nghênh đón thái tuế, để được ngài tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được thuận lợi hay không, từ đó mà có được cái sức khỏe và có được cái tài lộc như ý trong năm 2023 năm Quý Mão này. Chúng ta xét về mối quan hệ thiên can, chúng ta có canh thuộc kim, quý thuộc thủy. Như vậy là gì? Mối quan hệ này canh hợp quý là sinh xuất, là chính ấn. Đó, là chính ấn. Có nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Thì đây là cái năm tốt cho gia chủ tuổi Canh Thân. Có được cái cơ hội tốt thì quý vị cần phải nắm bắt thì sẽ có được cái tài lộc. Và cái sự phát triển tốt đang chờ quý vị ở phía trước. Vị chi là vậy nên là quý vị hãy yên tâm và lạc quan hơn trong cuộc sống. Với những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thì quý vị cần lưu ý vào cái tháng riêng, đó là tháng Giáp Dần, do là Dần và Thân tương xung. Và cái tháng riêng nó khởi từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là cái tháng mà đại kỵ, quý vị không nên làm những cái việc gì lớn. Và đặc biệt là trong tháng này thì quý vị cần phải cẩn thận.
kẻo xảy ra những cái chuyện là tiểu nhân hãm hại và tìm cách quấy phá, cũng như là cái chuyện thị phi không đầu tới. Xét về sao chiếu mệnh, năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 năm Mạng là 44 tuổi gặp hạn sao là sao Thái Âm. Thì sao Thái Âm là một cát tinh, hóa khí của nó là tài bạch, chủ về cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm mang lại là do là tích lũy dần mà có. Những người được sao Thái Âm chiếu mệnh thì nói lên là gì, cả một năm được tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Với nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh thì cũng sẽ được bạn bè nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là cái vấn đề về tiền bạc. Vậy nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Còn với những người chưa lập gia đình mà gặp cái sao Thái Âm này thì cũng có được cái duyên kỳ ngộ trong năm nay. Năm 2023 năm Quý Mão, những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 năm Mạng thì được sao Thái Âm chiếu mệnh, đâm ra là cái công việc làm ăn thì được phát đạt, mọi chuyện thì sẽ được hanh thông, đặc biệt là vào cái tháng 9 là tháng Nhâm Tuất, là tháng tốt nhất. Đó. Vậy nên là gì? Với những gia chủ tuổi Canh Thân thì đầu năm quý vị cũng cần phải làm một cái lễ, lễ gọi là lễ nghênh sao giải hạn, để gì? Để chiêu mời cát tinh và hóa giải những cái hung tinh của năm 2023 năm Quý Mão. Khi được cát tinh chiếu đến thì hung tinh sẽ không còn, và từ đó tài lộc sẽ vượng tiến, giúp cho quý vị có được cái sức khỏe tài lộc trong năm 2023 năm Quý Mão này. Tiếp theo chúng ta xét đến hạn năm. Những gia chủ tuổi Canh Thân 1980 là 44 tuổi. 44 tuổi có hạn năm là hạn Diêm Vương. Đó. Ngày xưa khi nhắc đến hạn Diêm Vương thì các cụ có câu là Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm xảy nạn chắc là mạng vong. Nghe đến đây thì chúng ta biết là gì, cái hạn Diêm Vương nó là một cái đại hạn xấu. Khi gặp hạn Diêm Vương thì ảnh hưởng chủ yếu đến cái phần sức khỏe và bệnh tật. Vậy nên là quý vị cần phải đi thăm khám định kỳ thường xuyên để phát hiện ra được những cái mầm bệnh trong cơ thể. Và tốt nhất là có bệnh, nếu mà không chữa trị kịp thời ấy, thì quý vị sẽ gặp đến cái nguy hiểm đến cái tính mạng của mình, hoặc là bệnh chữa sẽ khó khỏi. Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu. Với trường hợp những người bệnh, những người đau ốm hoặc là phụ nữ mang thai thì để hóa giải cái hạn xấu này thì quý vị cần phải chú ý chăm sóc bản thân. Và trong năm nay đặc biệt để hóa giải hạn Diêm Vương thì quý vị cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái phù giải hạn. Thì đây là cái linh phù giải hạn, nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải những cái vận hạn của năm, đặc biệt như là hạn sao Thái Âm, hạn Diêm Vương cũng như là cái hạn Tam Tai. Như với gia chủ tuổi Canh Thân là bị hạn Tam Tai 3 năm liên tiếp, hơn nữa là gặp hạn Diêm Vương năm 2023 năm Quý Mão, thì tốt nhất quý vị cũng cần phải luôn sử dụng một cái phù giải hạn này để hóa giải cho mình cái vận hạn năm 2023 năm Quý Mão, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi, từ đó là tài lộc và sự nghiệp được phát triển bền vững hơn. Như vậy là chúng ta vừa xét về cái tổng quan vận hạn của năm 2023 năm Quý Mão. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp là cái tử vi của những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 năm Mạng. Xét trên phương diện là từng tháng, xem tháng nào tốt, tháng nào xấu. Và trong năm 2023 năm Quý Mão thì quý vị cần lưu ý những cái điều gì. Đầu tiên chúng ta xét là tháng riêng là tháng Giáp Dần. Giáp Dần thân tương xung, đây là một tháng không tốt với gia chủ tuổi Canh Thân. Đặc biệt là gì? Và là về chú ý quý vị trong tháng này, đặc biệt là trong tháng này quý vị cần phải chú ý về vấn đề về sức khỏe, và tình trạng quý vị rất dễ bị đau ốm và bệnh tật, thì quý vị cũng nên là thăm khám định kỳ và thường xuyên để tìm ra cái phương án điều trị cho mình một cách hợp lý nhất. Tháng 2 ta xét là tháng Ất Mão. Thì trong tháng này gia đạo của gia chủ thiếu hòa khí và khó có thể hòa hợp được. Vậy nên là trong thời gian này quý vị hãy gác công việc qua một bên và tập trung vào tâm sự với mọi người trong gia đình, với vợ, với con, để nghe, lắng nghe và tâm sự, để có những cái sự thấu hiểu lẫn nhau, từ đó mà gì có sự đồng cảm và có tiếng nói chung, để tránh tình trạng là gia đình bất hòa và tan vỡ. Tiếp theo là tới tháng 3 là tháng Bính Thìn. Thì trong tháng 3 gia chủ của tuổi Canh Thân thì có lộc về cái mặt tiền bạc do người khác mang đến. Tuy nhiên trong tháng này thì sức khỏe của quý vị cũng không được tốt. Đó. Tiếp đến là gì? Tháng 4 là tháng Đinh Tỵ. Trong tháng 4 thì được hưởng phúc phần của tổ tiên, nên là công việc của quý vị sẽ được hanh thông thuận lợi. Và dẫu bất hòa thì cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Tháng tiếp theo là tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Trong tháng 5 công việc kinh doanh của gia chủ không đạt được những cái thành tựu như ý muốn. Và trong tháng này thì sức khỏe của quý vị cũng bị suy kém nhiều hơn, do phải lo nghĩ quá nhiều về phần công việc. Vậy nên quý vị hãy cân đối một cách thận trọng giữa công việc với lại cái sức khỏe của mình. Đó, để tránh xảy ra những cái tai họa bất ngờ nó không đáng có. Tiếp theo là tháng 6 là tháng Kỷ Mùi. Thì trong tháng 6 những gia chủ tuổi Canh Thân thì có được quý nhân giúp đỡ, nên là cái
chuyện là ốm đau bệnh tật hoặc là cái công việc nó có bề bộn thì cũng sẽ được hanh thông thuận lợi nhanh chóng. Thì nhờ có sự tương trợ của quý nhân trong tháng này, quý vị cũng sẽ có được cái công việc khá là ổn định và cái thu nhập của quý vị trong tháng này cũng không hề tồi. Đó. Tiếp đến là tháng 7 là tháng Canh Thân. Thì trong tháng 7 công việc của gia chủ thì cũng không được thuận lợi cho lắm. Hơn nữa quý vị chú ý về vấn đề về sức khỏe thì có hai lưu niên là tử phù và kiếp sát đáo đến. Vậy nên là cẩn thận những cái chuyện thương tật, những cái tai nạn bất ngờ nó kéo đến với mình. Tiếp theo là tháng 8 là tháng Tân Dậu. Thì trong tháng 8 quý vị cần chú ý đến các căn bệnh của mình. Vì trong tháng này có lưu niên tuế phá và thiên hư. Thiên hư quý vị cần cẩn trọng về các bệnh máu huyết cũng như là các bệnh liên quan đến phần về sức khỏe, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và quý vị nên có một cái kế hoạch thăm khám định kỳ thường xuyên để sớm tìm ra được những cái phương án điều trị đó. Tiếp đến là tháng 9 là tháng Nhâm Tuất. Trong tháng 9 thì quý vị sẽ có nhiều cái tin buồn đưa tới trong tháng này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đề phòng những cái bệnh liên quan đến máu huyết nhé. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 10 âm lịch là tháng Quý Hợi. Thì trong tháng 10 quý vị đón được nhiều cái tin vui về việc thêm người, thêm của cũng như là thêm con, thêm cháu trong tháng này. Tuy nhiên là quý vị cũng cần chú trọng đến vấn đề về sức khỏe. Do có lưu niên Bạch Hổ nên là cũng có nhiều chuyện tai họa bất ngờ nó xảy đến. Đó. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 11 là tháng Giáp Tý. Trong tháng 11 thì cái sự hòa hợp trong gia đạo thì sẽ kém. Ngoài ra thì công việc làm ăn trong tháng này thì cũng bị phá hoại khá là nhiều. Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Đó. Tháng cuối cùng ta xét đó là tháng 12 là tháng Ất Sửu. Trong tháng 12 thì do có lưu niên là điếu khách và quả tú. Vậy nên là trong tháng này quý vị có sự hao tốn về tiền bạc, có sự tiêu pha khá là nhiều vào tháng cuối năm. Và sức khỏe trong tháng này cũng không được tốt. Và đặc biệt quý vị cần chú ý về đến con đường tiêu hóa của mình. Đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của 12 tháng của những gia chủ tuổi Canh Thân, Nam Mạng. Bây giờ chúng ta sẽ xét về cái lá số tử vi của gia chủ tuổi Canh Thân trên từng cái phương diện. Thì phương diện đầu tiên chúng ta xét đó là về vấn đề về sự nghiệp. Năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thân có nhiều việc phải làm trong cái năm này. Bản mệnh thì có nhiều cái cơ hội để phát triển trong cái sự nghiệp. Chỉ cần quý vị biết nỗ lực vượt qua khó khăn và nắm bắt lấy cơ hội thì sẽ tạo được những cái đột phá cực kỳ tốt trong năm nay. Thì tuy nhiên quý vị cũng cần phải kìm mình lại, lắng nghe, nên lắng nghe và chia sẻ với mọi người xung quanh. Bởi vì con đường thành công ấy không phải là con đường bằng phẳng. Quý vị vẫn phải dựa và quý vị vẫn phải luôn đối mặt với những cái không ít cái thách thức. Nếu mà quý vị không đủ cái kiên nhẫn thì mọi công sức trước đó cũng sẽ đổ sông đổ bể. Thì ngoài ra trong cái năm nay thì quý vị cũng cần phải chú ý đến chuyện là tai họa thị phi trong lời ăn tiếng nói, tránh hướng vào họa thị phi mà ảnh hưởng đến công việc cũng như là thậm chí còn dẫn đến chuyện là kiện cáo quan trường, vân vân. Vấn đề thứ hai chúng ta xét đó là vấn đề về tài chính. Trong năm 2023 năm Quý Mão, những gia chủ tuổi Canh Thân thì tài vận bị ảnh hưởng tương đối là lớn. Năm nay thì có ám chỉ là có tiểu nhân hãm hại, mưu hại, dẫn tới là thảm bại và thua lỗ. Vậy nên mà quý vị đừng tùy tiện tin vào những cái lời, cái sự hứa hẹn báo đáp của người khác, hoặc là tin vào cái cơ hội đầu tư mà quý vị không nắm chắc về đầu tư tài chính, hoặc là xuống tiền đầu tư vào những cái dự án mà quý vị không nắm chắc phần thắng. Đấy. Bên cạnh đó là quý vị cần phải đề phòng những người có ý lừa tiền, và với những người hợp tác thì cũng phải hết sức thận trọng. Quý vị nên tham khảo ý kiến của những người thân và những người quen, hoặc là gì những chuyên gia trước khi mà xuống tiền, để tránh những chuyện lừa bịp gây nên tổn thất về tài chính. Vấn đề thứ ba chúng ta xét đó là về vấn đề về sức khỏe. Trong năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Canh Thân nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Mệnh chủ tuổi Canh Thân năm nay thì dễ bị hao tổn về sức khỏe, và sức khỏe thì cũng sẽ không được tốt. Ra ngoài quý vị cần chú ý đến an toàn, và năm nay thì quý vị nên hạn chế lái xe đi lại nhiều, vì là năm nay là bị dần thân là mã, nhưng mà lại bị xung với thái tuế, nên là rất dễ xảy ra những cái tai nạn không đáng có. Đúng. Trong thời gian này nếu quý vị có thời gian thì quý vị nên đi đình đền miếu phủ chùa chiền thường xuyên để được cầu cái sự bình tâm và tĩnh lặng, và có thể có những giây phút nghỉ ngơi giảm stress trong cuộc sống đó. Vấn đề thứ tư chúng ta xét đó là vấn đề về tình cảm và gia đạo. Thì với những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thì năm 2023 cái vận trình tình cảm là không được tốt. Trong năm nay thì nhân duyên là không được tốt, nhưng mà cũng không đến mức quá tệ. Vượng đào hoa nhưng vẫn hứa hẹn phải trải nghiệm những cái sự thú vị và tốt đẹp ở mặt tình cảm. Với những người kết hôn thì năm nay sẽ là có những khoảng thời gian hạnh phúc bên bạn đời của mình. Cuộc sống vợ chồng thì nói chung là hạnh phúc và khá ngọt ngào.
Và những cặp đôi đang chờ đón con cái thì trong năm nay cũng sẽ được toại nguyện trong năm 2023, năm Quý Mão này. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 năm ạ, trong năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.